như cái da này, tất cả những vùng đỏ 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 này sẽ được dùng bằng màu xanh lá cây. Mình sẽ sử dụng Bobbi Brown nhá, có thể hỗ trợ thêm dung dịch pha nền, nhưng mọi người nên nhớ rằng là dung dịch chỉ là một phần rất là nhỏ chứ không thể dựa vào nó nhiều nhá. Da mặt của bạn này là cái làn da mà dầu nó từ trong ra ngoài, lỗ chân lông to nữa nên mình cần sử dụng kỹ thuật vừa miết vừa dặm. À, mỏng thôi nhá, vì khi nó mỏng ấy, thì cái độ bí của da ấy, nó không giống như là dày. Khi em đắp một lớp nền quá dày, da của họ rất là bí, rất là khó chịu, đặc biệt da dầu là lỗ chân lông to, các bạn lại đẩy lớp nền dày thì y như rằng sau đó những cái vùng đó là những cái vùng mà kem nền nó dồn đọng lại, nó càng nở lỗ chân lông ra to hơn. Còn vùng nào của các bạn mà nó bị nhiều khuyết điểm quá thì các bạn dùng kem che khuyết điểm. Những vùng mà cái nốt của nó quá to bạn dặm một lần nó không được đâu, apply thêm lần thứ hai lần thứ ba là chuyện bình thường, nhưng mà biết làm sao ấy, mà mình dặm xong ấy nó không bị vỡ nền, không bị khô nền là ok. Đối với da mặt mà quá nhiều dầu và lại còn có mụn Thì lớp phấn đó sẽ giữ cho lớp nền của mình được bền chặt và xịt khoáng để hỗ trợ cho lớp nền giữ được lâu trôi hơn trong cái thời tiết nắng nóng như thế này nhé.